trong nỗ lực chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Nga ở cửa tử Rabotino. Quân đội Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công quy mô lớn. Quý vị đang theo dõi bản tin Thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Quân Nga mở túi cho Ukraine tiến qua lò vôi Rabotino. Nga dùng hành lang bí mật để lách lệnh trừng phạt. Quân Nga mở túi cho Ukraine tiến qua lò vôi Rabotino. Quân đội Ukraine đã tập trung hơn 80 vũ khí hạng nặng, 60.000 quân tới khu vực Orekhiv. Trong nỗ lực chọc thủng tuyến phòng ngự của tập đoàn quân 58 của Nga ở cửa tử Rabotino. Theo thông tin được tờ Top War của Nga đăng tải, các trận đánh giữa quân đội Nga và Ukraine diễn ra quyết liệt theo hướng Orekhiv ở Zaporozhye. Trong nỗ lực chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Nga ở cửa tử Rabotino, quân đội Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công quy mô lớn. Các đơn vị làm nhiệm vụ mở cửa, đánh chiếm đầu cầu của Ukraine từng đột nhập thành công vào cửa tử Rabotino và đẩy toàn bộ quân Nga về phía nam, đồng thời sắp tràn ngập hoàn toàn ngôi làng có diện tích 3,7 km2 này, đánh dấu chiến thắng qua 3 tháng giao tranh quyết liệt. Tuy nhiên, trước sự tấn công bằng hỏa lực tầm xa của quân Nga, quân tấn công Ukraine thiếu sức chịu đựng và không giữ được kết quả lúc đầu, nên buộc phải rút lui về khu vực xuất phát tiến công ban đầu là thị trấn Orekhiv, ở phía bắc làng Rabotino, cách đó gần 10 km. Không chịu dừng lại, quân đội Ukraine củng cố lực lượng, tung nốt các lữ đoàn dự bị chiến lược cuối cùng vào trận đánh, phát động cuộc tấn công quy mô lớn, phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam, làng Rabotino và tiếp tục tiến vào trung tâm làng Rabotino. Một số nhà phân tích cho rằng, việc quân đội Ukraine giành được thành trì này qua vô số gian khổ đã là một chiến thắng to lớn và quân đội Ukraine sẽ không có động thái lớn nào trong thời gian ngắn tiếp theo, nhưng điều này có thể sẽ không xảy ra. Mới đây, camera hồng ngoại của UAV trinh sát Nga đã ghi lại một cảnh tượng khác, một lượng lớn xe bọc thép và xe tăng Ukraine đang tập trung từ phía bắc Zaporizhia đến khu vực Orekhiv. Tin tức từ mạng xã hội cho rằng, ở ngoại ô Dnipropetrovsk, hàng trăm chuyến tàu chở đầy vũ khí đang tiến tới mặt trận Zaporozhye và hầu hết trong số đó đã đến khu vực chiến sự. Đồng thời, lực lượng tinh nhuệ cuối cùng gồm khoảng 60.000 quân Ukraine được huy động toàn lực về hướng Orekhiv. Theo ước tính sơ bộ, có ít nhất 83 xe bọc thép Ukraine tiến theo đội hình. Đây là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất của quân đội Ukraine nhằm vượt qua cửa tử Rabotino trong thời gian tới. Theo biên chế thông thường của quân đội Ukraine, lữ đoàn bộ binh cơ giới gồm có 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, 1 tiểu đoàn xe tăng 30 chiếc, 1 tiểu đoàn pháo binh 18 khẩu, mỗi tiểu đoàn BBCG có 30 xe chiến đấu bộ binh. Như vậy có tổng cộng 90 xe chiến đấu bộ binh. Nhưng do số lượng xe tăng và xe bọc thép ít, nên một tiểu đoàn của Ukraine chỉ có 10-20 chiếc xe bọc thép. Một lữ đoàn có 10-15 xe tăng và 12 khẩu pháo, tính thêm một số xe phụ trợ thì 80 xe cũng không phải là nhiều. Đánh giá về quy mô của hơn 80 xe bọc thép và xe tăng của quân đội Ukraine, đây thực chất là đội hình của một lữ đoàn cơ giới đầy đủ, đang hành quân. Đơn vị cấp lữ đoàn có thể biên chế đầy đủ như vậy rất hiếm trên chiến trường Ukraine. Do quân đội Ukraine không có ưu thế về không quân, nên một số lượng lớn xe bọc thép dễ dàng bị UAV tự sát lan xét của Nga tấn công phá hủy. Hiện nay hầu như không có đơn vị nào của Ukraine có đầy đủ biên chế. Ngay cả lữ đoàn tấn công đường không số 82 của quân đội Ukraine, vốn đang làm lực lượng dự bị chiến lược, cũng bị quân đội Nga tiêu diệt từ xa trước khi kịp ra chiến trường. Tổn thất về trang thiết bị hạng nặng là không hề nhỏ. Trực thăng vũ trang K-52 của Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển phóng từ xa, tiêu diệt nhiều xe bọc thép của Ukraine, trong đó có nhóm xe của lữ đoàn tấn công đường không số 82. Tổn thất này cũng là tổn thất đầu tiên khi lữ đoàn bước vào chiến đấu. Nhưng xét theo tình hình chiến trường hiện tại, lực lượng mặt đất Ukraine sẽ chịu tổn thất nặng nề hơn. Theo tờ Forbes của Mỹ cho biết, trước đó quân đội Ukraine đã tung toàn bộ 4 lữ đoàn cuối cùng còn lại của lực lượng dự bị chiến dịch thuộc mặt trận Zaporozhye vào chiến đấu để tiến hành các hoạt động đột phá nhằm vượt qua cửa tử Rabotino. Lần này, quân đội Ukraine tập trung số lượng lớn xe bọc thép như vậy ở khu vực Orekhiv, rõ ràng là muốn lợi dụng đầu cầu Rabotino vừa chiếm được để tiếp tục đột phá trên mặt trận này. Để giữ bí mật, quân Ukraine cố tình chọn cách tập trung vào ban đêm, nhưng vẫn bị UAV của Nga phát hiện. Mặc dù lần này quân đội Ukraine có vẻ quyết tâm cao, nhưng lực lượng bọc thép làm nhiệm vụ đột kích của Ukraine không có ưu thế trên không nên không thể giành được bất kỳ lợi thế nào ở Rabotino. Trước đây, quân đội Nga chỉ dựa vào trực thăng K-52 để hạ gục thiết giáp Ukraine.
Tuy nhiên, trong những ngày qua, ngoài trực thăng vũ trang, Nga còn triển khai một số lượng lớn phương tiện chống tăng và liên tục sử dụng máy bay ném bom chiến thuật Su-34 ném bom lượn có điều khiển. Lính Nga dùng xe giải mìn ở bãi đất bằng ở trước chiến tuyến, đồng thời xây hào chống tăng, răng rồng, rào chắn bê tông, chờ xe thiết giáp Ukraine tiến vào bãi mìn. Ngoài ra, quân đội Nga thậm chí còn sử dụng một loạt chiến thuật mới trong các cuộc tấn công vào lực lượng thiết giáp của Ukraine khi đoàn xe thiết giáp của quân đội Ukraine tiến vào bãi mìn với thiết bị quét mìn. Quân Nga đã ngay lập tức giải mìn từ khoảng cách xa theo kiểu chặn đầu khóa đuôi, khiến xe tăng Ukraine mắc kẹt trong bãi mìn và rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Quân đội Ukraine đã phải hứng chịu chiến thuật này vài lần gần đây, nhưng lần này quân Ukraine vẫn điều động lực lượng trang bị vũ khí hạng nặng đến Robodini. Có lẽ vì họ đã có chiến thuật mới để đối phó với quân Nga. Nếu không, rất có thể họ sẽ lại rơi vào vũng lầy bom mìn. Trên thực tế, các lợi thế hiện nay của quân đội Ukraine chỉ là một khoảng cách nhỏ trên mặt trận rộng lớn. Sau khi đặt cược toàn bộ lực lượng của quân đội Ukraine vào khu vực này, họ rất dễ bị quân đội Nga làm bánh bao. Hiện tại ở phía đông làng Drobodini, trung đoàn dù 56 của quân đội Nga đã được tăng cường và các phân đội 1, 3, 11 và 14 của lực lượng dự bị tác chiến đặc biệt Nga đang được tăng cường ở phía đông nam. Ở phía nam làng Robodini, các trung đoàn bộ binh cơ giới 70, 201, 210, 1430 và lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của quân đội Nga đã sẵn sàng. Tất cả đều chờ lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine tiến vào túi lửa. Tại làng Kopani, nằm ở bên sườn phía tây Robodini, thậm chí còn có lực lượng đặc biệt Armat Oriental của lực lượng vệ binh Chechnya, có thể hỗ trợ lực lượng chủ lực của quân đội Nga bất cứ lúc nào. Với thế trận giăng sẵn, quân Nga sẵn sàng bắt rùa trong bình trước lực lượng Ukraine đang tập trung. Xét thấy quân Ukraine vẫn đang sử dụng chiến thuật tấn công bọc thép truyền thống, nửa NATO, nửa Liên Xô, nên kiểu tấn công này khó có cơ hội chiến thắng. Nga dùng hành lang bí mật để lách lệnh trừng phạt. Xuyên qua các quốc gia Trung Á và Caspi là một hành lang bí mật được cho là đã giúp Nga lách được các lệnh trừng phạt. Sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, tất cả 5 quốc gia Trung Á cùng với 2 quốc gia xuyên biển Caspi đều tuyên bố độc lập. Liên bang Nga thuộc Liên Xô sau đó tìm ra một cơ chế mới để giữ các nước Cộng hòa này là đồng minh của mình với nhiều cách thức khác nhau. Trong một bài báo đăng trên tờ ASEAN Times, ông Robert Kotler, thành viên tại Cục các vấn đề toàn cầu thuộc chính phủ Canada cho biết, một hành lang bí mật đã được thiết lập đi qua Kyrgyzstan và Uzbekistan, Turkmenistan và cuối cùng băng qua biển Caspi trước khi đến Nga. Thế giới bên ngoài biết rất ít về tuyến đường thương mại bí mật này vì nó thoát được mọi cặp mắt giám sát của những người áp lệnh trừng phạt đối với Nga. Đồng thời, rất ít người trong giới truyền thông biết rằng lãnh đạo 3 nước Cộng hòa Trung Á gồm Tổng thống Emomali Rahman của Tajikistan, Tổng thống Sedar Berdimuhamedov của Turkmenistan và Tổng thống Shavkat Mirziyoyev của Uzbekistan đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 4 tháng 8. Tuyên bố chung của 3 quốc gia này nói về những nỗ lực hợp tác trong các vấn đề về nước, điện và khí đốt. Cả 3 quốc gia này đều có đường biên giới chung với Afghanistan. Tuy một số nước trong bộ 3 này không thích chế độ cầm quyền của Taliban, nhưng họ rất cần tuyến đường sắt đi ngang Afghanistan, một phần trong hành lang Bắc Nam của hệ thống đường sắt Á-Âu. 3 nước không chỉ thảo luận các hoạt động về hậu cần, mà còn chú ý đặc biệt đến việc tạo ra tuyến vận tải đa phương dọc hành lang Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc lách các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt lên Nga vì cuộc xung đột với Ukraine. Tất cả các tuyến đường dẫn đến Nga để xuất khẩu hàng hóa đều không thể bị chặn do vị trí địa lý đặc biệt của khu vực. Ngay cả Mỹ cũng giám sát các tuyến đường bí mật này, nhưng có thể không ngăn chặn được hoạt động thương mại được thực hiện dọc theo các tuyến đường này. Sự tức giận của các nước châu Âu đổ lên Armenia, một trong 2 nước Cộng hòa xuyên Caspi ở Trung Á. EU đã đưa Armenia vào danh sách trừng phạt đối với các thực thể trực tiếp tổ chức, tổ hợp công nghiệp và quân sự của Nga trong cuộc chiến Ukraine. Dữ liệu của Liên Hiệp Quốc vào năm 2022 cho thấy Mỹ và EU đã xuất khẩu lượng mạch tích hợp sang Armenia với giá trị gấp 16 lần so với năm 2021. Xuất khẩu IC của Armenia sang Nga đã tăng lên 13 triệu USD vào năm 2022, trong khi năm 2021, giá trị này chỉ vào khoảng 2.000 USD. Armenia là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga đứng đầu, trong đó có Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ chúng tôi. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!